Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. Vương, tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết. Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. À, rồi bây giờ dự trữ được khá chưa? Tài chính thì em đã vững rồi nhưng em muốn vững hơn nữa. Vững hơn nữa. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lò bún bánh. Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Thì có thể mua được ô tô. À, là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, bốn bánh có trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng không? Có gì vợ phụ cho mình, bây giờ tuổi trẻ mà. Của chồng công vợ hoặc là cả như là cả hai cùng hỗ trợ cho nhau thì nó sẽ là nhanh đạt được ước mơ hơn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy em gái tình trường em sao? Dạ em có một mối tình hồi đi học. Bao lâu cưng? Dạ một tháng. Dạ một tháng. Rồi sao ngắn vậy? Ủa sao dụng tóc là bốc dục hoài vậy? Dạ không phải, tại vì cái lúc mà quen bạn đó thì bạn đã nói em khó chịu quá với nhiều nguyên tắc quá nên em cho bay mộng, cho bay mộng. Trời đất, nhiều nguyên tắc quá. Mà bao nhiêu năm? Chắc 5 năm rồi. 5 năm. 5 năm rồi mà sao không có mối tình nào khác? Dạ tại vì khi mà em quen bạn đã xong á thì em mới phát hiện ra là em có nhiều thứ để lo hơn. Nếu như mà em tìm được đúng người thì em nghĩ tuổi nào em sẽ kết hôn? Chắc theo phong thủy quá chị ạ. Phong thủy là sao cưng? Là tới tuổi thì hợp thì lấy, còn chưa thì chưa lấy. Tới Minh Trí, tình trường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được 2 mối tình. À, tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về rất là thường xuyên. Nói chung là cưng lắm. Nhưng cái còn tầm đó 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái là em không có về Biên Hòa nữa. Tại tập trung em ôn thi thì tối đó là điện thoại em là 4-5 cuộc gọi bạn em gọi, thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Đó là mới mối đầu à, mối thứ nhì. Thì là một năm sau đó là người đó là bạn thân của em. Quen cũng được 6-7 tháng thì nhưng mà tụi em bị một cái là tụi em suy nghĩ của tụi em không lúc nào kiểu bất đồng quan điểm á. Thì xong rồi một thời gian thì cái là tụi em cũng chịu hết được thì tụi em dừng lại nhưng vẫn là bạn bình thường. Chứ chưa mất bạn hả? Dạ. Còn chờ gì nữa? Mình hãy bộc bạch một chút xíu về chuyện tình cảm của mình đi chứ. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Hồi còn đi học á thì em có thích đơn phương một người. Tình đơn phương? Lúc đó lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8. Chị thấy em cũng dễ thương xinh xắn mà hồi đó giờ chưa có mối tình nào. Nguyên nhân gì? Lo làm phụ bố mẹ về lo học á. Vậy thì em có để ý xung quanh mình có những cái vệ tinh hay có những ai mà người ta cũng đơn phương thích em không? Dạ cũng có. Vậy là do em khó tính? Dạ em thấy là không phù hợp. Tiêu chuẩn của em sao? Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. À, vóc dáng mẫu mã cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Trời ơi cao dữ vậy hả? Với lại có công việc ổn định, không hút thuốc. Hai chàng trai bên này mình có ai hút thuốc không? Dạ không luôn. Có không cưng? Có rất thật thà. Mẫu người của Chí thích sao Chí? So sánh nhẹ nhẹ có trùng khớp nhau không? Em thích bạn gái em suy nghĩ chín chắn, độc lập, cá tính. Bóc dáng, gương mặt, mẫu người lý tưởng như thế nào? Em thì thích mẫu người kiểu ốm á chị. Thì mỹ nết na là hiện đại, cổ điển. Cổ điển. Cổ điển. Dạ. Yeah. Có thể ngồi đi phượt cùng em. Dạ. Yeah. Cổ điển thường ở nhà nấu cơm giặt giũ không ai đi phượt ngoài đường hết trơn. Em nói cổ điển là cái cô thời trang mặc đồ nó... Kín đáo chút ha. Dạ. Vương, mẫu người lý tưởng của Vương là như thế nào? Anh trang cái đó. Mẫu người lý tưởng của em thứ nhất thì có thể là về chiều cao thì ngang bằng em hoặc là thấp em một xíu. Em cao mét mấy? Dạ, cao mét 1m74. 1m74 rồi. Thứ hai thì suy nghĩ trưởng thành và chín chắn và biết chăm lo cho cái bản thân mình nhiều hơn. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Nhưng mà nói chung cô ấy cũng phải có cái tính tự lập, tự lo được cho bản thân, không? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ người phụ nữ đã im lặng và lắng nghe không á. Mẫu người của em về cái vóc dáng
thì cao, đô cao một tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, không nhìn xuống. Nó nghe muối, không có muối. Muối. To con bự. Cao đô muối. Con. Ừ. Một muối. À. Với lại bạn đó trầm tính, nóng tí xíu. Tại vì em nói rất là nhiều, lâu lâu cũng có một chút nguyên tắc nữa, nên là khi mà lỡ mà hai đứa cãi nhau, cái em cũng nói, cái ảnh cũng nói, cái hai đứa nó qua nó lại chắc nghĩ luôn. Em cũng cần một người là kiểu phân định được là đâu là em gái mây, em gái mưa, em gái nắng, em gái bão gì đó, phải phân định ra. Có không? Vương có em gái mưa, em gái mây gì không? Dạ không. Trí có em gái mưa gì không? Dạ không. Chứ tôi sợ là đúng là mấy ông bây giờ hay có cái màn có em gái nuôi, em gái mưa rồi ha. Bây giờ họ nhà trai, nhà gái ngồi dưới rất là đầy đủ, rất là đông đủ. Rồi ưu tiên cho bên nhà gái trước. Chào mọi người trong trường quay, em là bạn đồng nghiệp của Jay. Jay em... hả? Jay là tên? Dạ, biệt danh. Ờ, biệt danh. Jay có ý nghĩa gì? Bạn nữ là Jay, em là biệt danh là Joy. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi Jay là cái gì mà Joy là cái gì? Dạ, Jay là tên tiếng Anh của em thôi ạ. Rồi liên quan gì em đâu mà em ghép vô giống em, Joy. Thì em thấy cái Jay với Joy Jay, dạ đúng rồi, chưa Joy là chị. Jay chép nó mới giống nhau. Jay với Joy đâu có giống. Ông Joy, Joy bọn giống là chị à? Rồi, nói tiếp đi em gái. Em thấy là hiện tại là mỗi bạn đều còn khá là ngại. Em cũng chưa có phân định được là ai là sẽ phù hợp với Jay. Nhưng mà sau một hồi suy đi ngẫm lại thì em thấy là anh ghế đỏ là kiểu như là một người cũng trưởng thành. Và nói là hồi nãy anh có nói là sẽ chiều bạn gái, thì với những cái tính khó tính rồi đặt ra nguyên tắc như Jay, thì hai bên em nghĩ là sẽ lắng nghe, chịu khó chia sẻ thì sẽ bền, khá là bền. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Tôi là chú họ của bé Uyên. Thực ra bé Uyên nó nói nó khó tính thì còn phải như đâu, do là bé làm, do thích làm ăn quá, nó chủ tâm công việc nhiều, tình duyên nó chưa có đến. Còn nói về tình cảm á, thì thôi để cho từ nhỏ nó quyết định. Chú thích thích đứa nào hơn? Theo chú thì ghế ai nấy chọn đi, màu xanh nhưng mà xanh nó đỏ. Chú nói vậy đi. Rồi, cảm ơn chú. Tới bên nhà trai nè. Thì em là người nhà của bạn Trí. Cho em hỏi bạn ghế đỏ, bạn nữ ghế đỏ chút xíu là em có ngại nếu như mà bạn trai của mình nhỏ tuổi hơn mình không? Nhỏ nhiều không ạ? Một tuổi. Chắc cũng không sao. Sao? Thì Trí ơi, từ nãy tới giờ là chị thấy từ phong cách cho tới cái nói chuyện và tính cách thì chị nghĩ là bạn ghế đỏ phù hợp với em nhất. Theo quan điểm của anh á, là có cái bạn Uyên tóc ngắn này nè, dễ thương. Đó, rất là phù hợp với em, anh nghĩ là vậy. Theo con mắt nhà nghề của mình là vậy. Trời ơi, con mắt nhà nghề. Đó, tôi thích vậy đó. Tôi thích người nhà đi theo là phải cho cái ý kiến đó là chính xác. Nhưng mà vậy là khó cho hai chị em mình á. Khó cái gì? Khó hai chị em mình hơi chéo chéo nhẹ rồi. Kệ đi, thôi nè. Mình coi nào được nước thì mình đẩy thuyền rồi, thôi. Rồi, rồi, vậy đi hả chị ha. Úi da, úi da. Qua chia sẻ nãy giờ em thấy thì hai bạn đều có cá tính. Bạn ghế đỏ thì một người rất là kiểu như là rất là chững chạc. Anh chọn thì anh có thể chọn bạn ghế đỏ. Dạ, nói nghe nè mấy em, mặc dù nãy giờ ở dưới ý kiến người thân là như vậy, mình nghe mình tham khảo thôi. Bây giờ lúc này mới là quan trọng. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á, bắn qua bắn lại cho tôi bị giật á. Chị đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ là một tiếng sét tình. Áo đỏ nào? Áo đỏ nào? Vậy bạn. Em xin lỗi. Áo đỏ. Áo đỏ là chị Tường á. Dạ. Áo đỏ nào? Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ. Là bạn ghế đỏ, à, ghế là đỏ, khi mới của em là tiếng sét đánh định vào trong tim rồi. Liền luôn hả? Liền luôn chứ không thể. Bởi vậy anh chàng này hay lắm, liền tay, không nói gì luôn, để qua dằn mặt cái xong đi về luôn. Không anh, khi mà em gặp bạn nữ, nói chung là khoảng 4 năm em chưa yêu, nói chung là lần cũng như lần đầu tiên là em yêu. Nói chung là em cũng tìm một người mà bạn gái, nói chung là em rất là run. Phải bình tĩnh nha, phải bình tĩnh, phải định thần lại nha. Hít thở em, hít thở em, hít thở. Nè, người đàn ông kia người ta im lặng cười cười nãy giờ kìa. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật đó chị. Giật có hơi, điện hơi, giật hơi mạnh, sắp bùng tim em luôn. Sắp bùng tim luôn rồi. Cảm xúc của hai em gái đi. Em thấy hai bạn nam rất là dễ thương.
Một bạn thì trông trẻ, một anh thì trông già. Chững trẻ. Chững trẻ. Em thấy cũng bình thường. Ơi. Tại vì đối với em thì hiện tại bây giờ là gia đình là trên hết. Nên là khi công việc của em được tiếp xúc rất là nhiều anh, trai. Nên là em cũng chỉ lo là khi nếu mà có tiến tới thì họ sẽ không có thông cảm được cho công việc của mình. Với lại một cái nữa là em cũng hay quạo á. Khi mà quen nhau mà cứ phải suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin anh ơi, em ơi em đang ở đâu, ăn cơm chưa, làm gì vậy? Ừ thôi em làm đi là thôi. Em cũng giống bạn là em cũng không thích nhắn tin chịu quá trời lắm. Nhưng mà em cũng giống như bạn này, em không thích nhắn tin, thà em gặp trực tiếp. Rồi không lẽ không thích nhắn, không thích đồ rồi đi nửa tháng tuần lễ rồi liên lạc, không liên lạc với nhau? Dạ có chứ, vẫn phải liên lạc qua, giống như là mình sẽ gọi video call hay là gì đó. Bây giờ vậy nè, để cho các bạn có cái sự tiếp xúc đi, đạt cho cái sự va chạm nhẹ nhẹ một chút xíu, cảm nhận nhau một xíu. Bây giờ ưu tiên em đúng rồi đó, tại vì em là người mà chưa có cảm xúc gì hết trơn. Em qua tặng là xong, em xin nắm tay hai anh luôn để em coi có anh nào truyền điện cho em không. Dạ, em tặng anh ạ. Dạ, rồi tặng đi, tặng rồi xong rồi. Dạ, em tặng anh ạ. Hai đứa nắm tay nhau 30 giây nhìn nhau. Mở lòng ra đi, có gì đâu. Trời ơi, nhìn tôi chi, nhìn ảnh á. Anh tên là Trí, là anh đàn cho em hát đó. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Nhìn đi coi có miếng cảm xúc nào chưa. Được chưa, cảm nhận được chưa? Được chưa? Rồi xoay qua tới anh này. Đó, nắm tay nhau, nhìn ảnh chứ đừng nhìn tôi. Nói chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không. Thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay. Nói chung là anh thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Ồ, cái người gái. Anh rất khó gặp gái, rất dễ. Rồi, tới phiên Jay. Em qua nắm tay. Không, cái này làm giống như mình là bắt tay với đồng nghiệp rồi. Giống như một người, hai người bạn thân thiết với nhau. Thì mình phải nắm tay để sao cho tình cảm hơn, tình cảm hơn. Dắt tay đi nhau đến hết đoạn đường này. Mặc dù cũng hơi rung, hơi liếu biếu chút mà nói cũng ngon lành lắm. Thành câu thành văn lắm. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh. Thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa mà. Về chỗ đi, chà tôi thấy bên đây có cái màu máu me tranh đấu ở đây quá nha. Chị Tường, anh Đại cho em xin nói. Nói đi, thoải mái. Có nghĩa là không phải là em về hướng với bạn ghế đỏ nhiều hơn hay ít hơn, nhưng mà trong của em thì em đều hướng về hai bạn. Nhưng thật sự trong tâm em đang có một cái vấn đề suy nghĩ. Suy nghĩ cứ giải đáp. Nếu mà thật sự phù hợp với em á, thì em sẽ chọn bạn ghế xanh. Lý do? Tại vì nếu từ đầu mà em chưa có bức tường, chưa có mở cửa ra, thì em có chưa có biết hai bạn như thế nào, hai bạn nói chuyện như thế nào. Nhưng mà khi tới bạn áo xanh, hình như khi bạn cất tiếng hát lên đầu tiên thì em có một chút cảm xúc đối với bạn ghế xanh. Còn khi em không biết thì mới nãy khi nắm tay bạn nữ bên ghế xanh như thế nào. Nhưng mà khi em nắm tay bạn thì giống như nó có một chút gì đó giống như nó truyền lại cảm hứng cho em. Thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Rồi nắm tay bạn ghế đỏ không có hả? Dạ có. Hồi nãy tôi đã nói rồi, dục tóc là bóc dục, chưa gì mở cửa ra sách bọc. Nè em ơi. Ok. Đối với tính của em là cái gì em làm được sẽ làm được, còn không thì thôi. Chứ không có giống như là đánh nhanh thắng nhanh, em đi chậm mà chắc. Chậm đâu chậm, nãy giờ tôi thấy đi lẹ quá, hai người tôi nói không lại luôn. Bây giờ tôi không hiểu ý muốn gì luôn. Bây giờ mình cho mấy bạn ấy thêm 30 giây nữa được không? 30 giây. Hãy bộc bạch 30 giây. 30 giây tự do, bắt đầu. Anh hỏi bạn áo xanh bên kia thì kia. Em áo hồng. Anh xin lỗi. Từ từ. Cái 30 giây này là người ta không phải không lùa, suy nghĩ luôn. Không có lùa nữa. Anh xin gọi hỏi bạn ghế xanh. Thì cái quan điểm của em là cái về chủ đề mà ví dụ như gia đình, tình yêu, cái nào đặt quan trọng hơn? Em nghĩ là cái gì nó cũng phải cần có thời gian á. Mình nên tìm hiểu, nếu mà hợp thì mới bắt đầu tiến đến được. Cái câu nói của em là nó đúng với ý của anh luôn. Cho em hỏi bạn ghế đỏ là bạn có thích đi du lịch không? Dạ có. Có thích đi phượt không? Dạ có.
Dạ, em hết hỏi rồi, em hỏi đó. Hai bạn gái. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình, nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng. Nhưng thì... mà tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á, nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì thì em sẽ ấy ra thì ấy ấy. Đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen bị chán á, tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... Em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm. Em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được? Tình yêu nó đẹp lắm em. Trời, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu. Trời ơi. Trời ơi. Trời, làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chị, trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh, tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Bấm. Cái này không sáng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách, hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Bây giờ mời hai bạn lên đây cưng. Rồi, lên đây. Em xin anh Đạt với chị Tường cho em xin nói một câu ạ. Em không biết là bạn nữ có khó tính như thế nào, nhưng mà nếu được thì em sẽ dành một cơ hội, anh sẽ xin số điện thoại và Zalo của em để các bạn nên mình nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay ở đây chưa bấm nút, nhưng mà về từ từ để em sẽ có điện. Được không? Lát cho anh cái cơ hội sau chương trình nha. Thì em cũng xin bắt tay bạn nữ một cái. Tủ tủ bắt tay chị. Em cảm ơn chị, bắt tay chị và bắt tay bạn nữ. Duyên thiệt.